Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shopping Tiger trong phần chơi Minecraft Mystical Block Và trong căn cứ mới quá dữ luôn Đây là một cái khối Mystical luôn, đúng chất Mystical Và cánh cửa này là cánh cửa mình đã ý nhất nè Chúng ta có thể bấm Mở cửa ra, đi xuyên qua Rồi, đóng lại Đã chưa Và bên đây cũng vậy Bấm một cái Nhưng bấm phải chuột một cái, cái cửa đó là cửa của Twilight đó là đồ của cái final castle chúng ta lấy về thì để xây dựng được cái phần căn cứ này á thì các bạn thấy coi lại những tập trước nó rất là căng thẳng luôn xây xong là hả nhìn lại quá đã nó nói là quá đã luôn á mặc dù nó vẫn còn một vài chi tiết chưa được ưng ý lắm nhưng mà vậy là tốt rồi thì xung quanh chúng ta sử dụng concrete thôi đây là màu và ta sẽ có những cái đường Byron cord class tạo điểm nhấn cái này là tự dưng lụm được bí kíp thiệt nè phía bên trên thì mình cũng làm màu y chang như là cái vách tường luôn nhưng mà nó sử dụng kiến trong kiến trong của tinh cơ construct mình đang suy nghĩ là chúng ta sẽ cần phải thêm một cái lỗ ở giữa vô để chúng ta đi ra đi vô có thể là không có xài cái phần uh, cửa giống như uh, ta đang xài ở trên ở xung quanh ở trên dưới, dưới thì mình sẽ xài uh, đi xuyên luôn ethereal class đây là Ethereal Class của Extra Utility Rebirth Không phải của Extra Utility chính thức à Giờ cái này làm sao? Resonator Ủa, Có Resonator không? Kiểm tra liền Resonator Có đây Và Redstone Crystal Redstone Crystal Ok luôn bấm công thức Đó là Block Up Code Có EMC không? Không có EMC nha Nè xài lắp bỏ vô thôi chúng ta cần phải có moonstone mấy món này không có emc à, để xuống đây mở lên bỏ vô chưa chạy energy plug thôi cấp điện vô cho nó một cái bấm vô ok chưa rồi và chạy rồi đó tốc độ hơi chậm xíu thôi đồng hồ thế giới này mình đã tắt hết đồng hồ tắt hết những cái mà để tăng tốc chạy quá nhanh bởi vì tăng tốc chạy quá nhanh thì nó sẽ không tốt là tạm thời để mình sử dụng cái này chúng ta không có cần phải ngồi chờ lâu rồi xong đồng hồ fast forward fast forward rồi đó không ảnh hưởng hiểu luôn vậy thì dẹp đồng hồ ôi dẹp đồng hồ luôn thay đồ xịn quá nhiều khi đập mạnh quá lỡ tay luôn á miếng nữa để chúng ta làm cái ether class một cái moonstone và ether class sử dụng uh, class thôi chứ tên class mới chịu hết giờ như à, vậy là đây là ether class rồi không có connect tới texture nữa đi xuyên qua là chắc chắn rồi nè nhưng mà không có Inferable class có luôn Inverted Ethereal class Cần phải làm công thức này Tinh tinh kiểm tra luôn Có Ôi không connected luôn Inferable class là mình không được đi qua Rồi Ineffable inverted class Chúng ta coi thử cái kiến này là chỉ có những con quái đi qua rồi đó người chơi không qua được rồi không có cái nào người chơi đi qua được hết bấm ship cũng không đi qua được hết vui luôn như vậy là phần này phải coi lại bởi vì không có cái emc thì không sao làm nó cũng không có lâu nhưng mà bị cái là nó không có connect texture nó không đẹp nếu như vậy thì chúng ta chỉ có thể bay ra bằng những cái cửa muốn đi lên thì đi ra bằng cửa thôi và còn bên trong đó là xuống dưới ở mỗi một hướng á, thì mình xài những màu khác nhau để đánh dấu các cái hướng và bên trong này chúng ta sẽ cần phải thực hiện một công việc vô cùng lớn là dọn hết tất cả mọi thứ chúng ta sẽ nhét được thì nhét vô trong cái EMC còn không á, thì mình sẽ bỏ vô trong cái uh, refine của mình chúng ta kiểm tra cái refine cái mình đang xài cái này bốn ngàn mấy trong đây còn dư nhiêu hai mươi mấy ngàn nó không mất tại vì cái này nó có đủ tiên cao hơn ở bây giờ tôi ta bắt tay vô dọn dẹp một cái những gì dọn dẹp được là dọn hết và có những món này hả món này thì mình sẽ kiểm tra coi cái nào mình chưa có thì mình sẽ nấu nó lên cái nào có rồi thì thôi ví dụ như silver có rồi nè à, silver chưa có chứ silver chưa có bỏ vô mít khô bỏ vô nấu thôi nấu và lấy mình đã dọn luôn cái hệ thống điện ra và trên đó bây giờ sẽ chống chảy thì tạm thời để tất cả những thứ này ở đây thôi chúng ta sẽ còn coi để sắp xếp lại làm sao cho nó thiệt là đẹp rồi và mình nâng cái khu vực mà mình bắt đầu lên để có gì mình đi xuống dưới này nè nó sẽ không có bị tối không bị tối là sao là gì nè vừa xuống tới đây chút xíu thôi vừa xuống đây thôi tự nhiên thấy có cái khoảng màu đen bên dưới Ờ, nó là nhiêu 60 đó à, mình không thích cái chuyện này mình sẽ có được cái màu sáng hơn đẹp hơn mặc dù mình ở dưới thấp cho nên mình mới nâng lên à, bây giờ chúng ta sẽ cần phải căn con mắt ra mà coi giống giống qua Ê, hệ thống chưa có kết nối lại hệ thống ok liền đã kết nối lại với hệ thống cái cục này nằm đây uh, bơ vơ quá cái giường nằm cũng bơ vơ quá để cục này ở đây đi chó đẹp cho đẹp thôi chứ nó không kết nối đâu bản thân cục này là được rồi và chúng ta sẽ cần phải kéo lên giống ra thì tất nhiên là đá cội là nhanh chóng nhất từ cái tâm chỗ này kéo ra bên trong đó sẽ có trái tim của toàn bộ căn cứ Nghe đã chưa? Trái tim của căn cứ sẽ là gì đây? Reconnect Evolution Reconnect Bond Energy Bond Nó đâu? Nó đâu? Giờ làm cái này không? Ở này không có công thức nữa rồi Energy Bond Ủa không có công thức rồi sao? Coi đây Nó <laughs> sẽ cần có Energy Core Quang Tới công chuyện luôn Ha à, bo bóc Tới công chuyện của tôi rồi chúng ta sẽ cần phải xuống đây để cái carbon box ra tại tại đây đi tháo ra mở lên coi rơ gì đây rơ gì mình cũng chẳng biết luôn thực ra không cần xài cái này cũng được nữa khu vực này sẽ là nơi tạm thời để mình xài và chúng ta sẽ cần phải coi công thức để làm cái energy core Energy Core cần phải có Reconic Evolution Ingeat trước đã. Reconium vô. Rồi và mình đang có cái này là Infinite Storage Block. nó sẽ ưu tiên bỏ vô đây trước. có cái uh, Disk Drive thì External Storage coi mày coi bên này mới đúng coi bên này là thấy giật mình liền luôn á trong đây có hai mấy ngàn thôi nhưng mà nó là cái độ ưu tiên thấp nhất cho nên nó chưa đưa đội trọng Rồi sẵn đây chúng ta đổi lại cái vị trí đi ngủ Ủ đâu đẹp ngủ đại đi ngủ ngay à, nồi cá viên chiên và ta sẽ cần phải làm công thức của em này lên liền Draconium Core 84 luôn làm bây giờ là phải một stack là ít nhất nói vậy thôi chứ một stack là tốn nhiều lắm đó à, phải làm tiếp thêm một stack nữa kho làm lại cái cái chồng và vô Weaver Core 16 cái làm cũng tiết kiệm nữa cái này không có được tiết kiệm hết Draconium Dust chúng ta đã cho chạy rất là lâu để kiếm Draconium Dust cho những trường hợp như thế này và Bum Energy Core OK còn nhiều không năm mươi mấy ngàn rồi như vậy là lên đây gắn xuống đập bỏ phần này và kiểm tra in nasty build guy tear up 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 to invalid stabilizer invalid tear a đâu thấy chưa on layer layer zero layer one sao không thấy gì trơn nhỉ build guy kỳ vậy hả build guy gì kỳ vậy cái gai nó phải nở ra, nở vô tùm lum hết á, sao nó không có hiện gì chân luôn á. Để mình lấy cái Block Raccoonium coi. Nó không có thể hiện lên. Nó sẽ cần có Awaken Raccoonium nữa. Để chúng ta làm cái này trước. Rồi hiện lên chưa? Ủa cái khối cầu đâu? Cục này cứng ghê luôn. Stabilizer. Core Invalid. Energy Core. Giờ mình giảm xuống. Nó cần phải có cái stabilizer. Nhưng mà stabilizer nằm ngoài chưa mà. Phiên bản này căng à. Nếu mà tự xây bằng tay. Á, cái cục này á, là phải nhớ cho đúng vị trí thông thường không hay nhớ đó ở simly core oh, ồ bấm luôn ha thiếu nó không cho xe bằng tay nữa xe bằng tay vẫn tốt hơn để uh, lỡ như chúng ta bị thiếu thì chúng ta không có cần phải đập ra nữa phải đi coi thử coi nó có bao nhiêu cục rồi awaken awaken draconium không có EMC căn nhà không EMC cũng không có action wow luôn á ở kỳ này mệt luôn á Dragon Heart đánh Ender Dragon thì khá đơn giản à, mình chỉ có một cái Hurt duy nhất thôi à, hai cái Hurt. giờ phải đánh nữa đánh một đống luôn Wow, wow liền luôn á, nhiều lắm luôn á. thôi chúng ta sẽ cần phải làm cái khác trước. Làm công thức của Dislocator một cái. Advanced Dislocator. Dislocator vậy lên bộ Fusion Crafter trước đi. Hadeso. Hoàng 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 hoàng, cái này cần có gì? Weaver, weaver không khó. Cái này chúng ta sẽ cần phải nâng cấp bản thân nó lên. À, bên cấp bản thân nó lên thì cần có bao nhiêu cái? 8 cái. 8 cái. Làm tổng cộng 9 cái. Rồi đặt ra xử lý công chuyện này trước. Phần chơi này có vẻ căng thẳng. Đối với cái chuyện Reconic Evolution đây. Này để dưới đất cũng được nữa. Để chỗ này tạm thời tạm thời thôi gì vậy thiệt luôn á gắn lại nó không hiểu nó không hiểu mình phải tự gắn đây bây giờ gắn vô Find our close. Injector. Rồi phải cách xa hai ô nó mới chịu. Để gần quá nó không chịu. Bỏ vô cấp điện. Pi energy pi. Energy pi thì cũng không tốt lắm. Thì nó cũng có bị giới hạn một chút. Phải đổi qua dây của mechanism cho nó xịn luôn có thể mình sẽ cần phải làm mechanism mechanism bây giờ không khó nữa anh ta sẽ cần cái gì để nâng cấp đây weaver core draconium block weaver core rồi diamond bốn cục đó là những cái cần thiết để nâng cấp lên draconium rồi. rồi còn cái weaver core thôi weaver core còn dư lại mười mấy cái nè. Này. này sẽ cần phải dọn chỗ xuống một cái. Gắn lên trên đây à stack mod nó gắn một đống luôn rồi đó. Stack mod cũng được. Ở này thì chia ra chia ra ấy ấy ấy. À đúng rồi. Không có sai là được, cái này chia làm bốn Là dư sức luôn bốn xuống này đây nè. Ê. ra chịu quá. Rớt ra rồi. Rồi bắt đầu. No valid recipe. <laughs> no valid này. Có này này nữa. Diamond. Ok. đây 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 core. đây Nó chưa hiểu. đây 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 chỉ cần phải đẩy lên cái giờ yeah. hiểu chưa hiểu rồi tay phim đắt phim ready to start phải để lên trên cao bằng với cái ô này nó mới chịu và start chặt chinh có hiệu ứng gì không rồi evolution lúc nào cũng có hiệu ứng rất là đẹp đây Tiện bắt đầu tạch tạch rồi đó hiểu rồi đó đã liền chứ làm gì nữa Watch, đồng hồ bảy cái Bum. đây là một bước nâng cấp giờ mình chỉ cần đập cái này ra ồ oh, nó không rớt cục diamond ra nha single item chúng ta sẽ cần phải tháo ra gắn lên bỏ cái này vô bỏ bên đây vô lại lần nữa ủa sao vậy cái của phiên bản này no valid recipe nhiều khi là do cái đồng hồ á có chưa có chưa rồi nhiều khi là do cái đồng hồ á để đó nó cản cái tầm nhìn của cái khối thành ra nó không hiểu này là không có đồng hồ không có đồng hồ chạy cũng nhanh quá giờ có đồng hồ chạy cũng như vậy là sao Không. Nó chạy hơn trăm luôn á Chủ này lạ Mình mới thấy nó chạy hơn 100% luôn Ta coi lại lần nữa Nó okay. vô Nó vô, vô. này không có đồng hồ nè oh, Có vẻ như là có đồng hồ hay không Thì nó cũng chẳng có thành vấn đề Nó nâng cấp xong những cái injector Ở cấp độ Weaver Nó sẽ cần phải nâng cấp lên nữa nhưng mà có vấn đề là muốn gắn cái energy bond lên trận nó là một cái gì đó vô cùng khủng khiếp. Nhìn lại một lần nữa chúng ta không có EMC cũng không có cách để thực hiện ở Western Reconium ngoại trừ ta sẽ làm bằng công thức này. Và ta sẽ cần rất nhiều Reagan Heart. Chưa kể là cái Reconium Block này nữa là phải bắt đầu trồng lại cái Reconium với số lượng cực kỳ lớn thì mình cũng kiểm tra số lượng để có thể làm được cái uh, energy bond cấp độ 8 là cấp độ cao nhất mình đang định làm á là mọi thứ là cũng cỡ vài trăm rồi conium block là cỡ gần uh, 800 còn ở Wiccan conium block nha cũng là phải gần 400 luôn kinh khủng mà cứ cho là 400 đi tính tính chẵn á tính chẵn 400 chứ nó không tới 400 đâu thì cứ uh, một tim rồng được 4 wow wow luôn á quá khủng khiếp quá nhiều 6 cái chia ra đây có hai tim thôi à hai tim cái block này không phải gắn chỉnh là bị uh, rối loạn luôn rồi đó thấy công thức đòi hỏi cái này là 6, vậy là có 7 à cái này chúng ta bỏ vô đây làm được có hai lần à rồi giờ chia cái này ra vô 1 2 3 4 5 6 là 7 món tất cả để grab một cái đủ năng lượng không quên coi 50 triệu 50 triệu ở đây là 500 triệu dư xăng gì nổ bùm bùm ghê vậy ở phía sau thì mình chuyển sang flood point hết rồi đang chuyển tối đa là 800 ngàn thôi chưa có disable limit đi À thấy rồi bám bám vậy thì nó mới chịu nổi nha còn để kiểu kia nó chạy không có kịp đâu chậm quá cái cọng dây nó nó yếu quá nó cấp điện vô khu này trước nè xong rồi nó bắt đầu nó chế tạo ờ à, không xài đồng hồ nữa thì cất vậy thôi đây là 8 khối ờ working block chuyển ngược lại tám <laughs> khối chưa si nhê hoàn toàn chưa si nhê gì hết luôn Bây giờ làm thêm này nữa đi Hẳn làm được làm luôn Để ta đi tới đi lui cho nó dễ Dislocator Unbound No EMC Phần chơi này là thích Gọi là hành người chơi á Cho nên những món đáng lẽ phải có EMC Thì bỏ hết rồi <laughs> Vậy vậy Nó không có EMC thì tính theo cách Không EMC thôi Cũng không có gì Nó chỉ lâu hơn thôi chứ nó cũng không có gì ghê gớm hết trơn hết á Wevern Core Ender Pearl Có cái này thì mình sẽ tele qua bên đi End được Rồi làm sao để hạ gục Ender Dragon một cách nhanh chóng nhất Y nghĩ Khoan cái hết này Không có có Ender Dragon ở trong khoan coi này cái nhà Hostile Mob có Ender Dragon Phantom có Ender Dragon ở đây nó sẽ ra được Ender Reagan Prediction chỉ có hai cái thôi theo mình nhớ hình như mặc định cái bộ Hostile Mob này khi mà Prediction của Ender Dragon nó vẫn cho ra được cái trái tim rồng cái Dragon Heart của Raccoonic Evolution nhưng mà có vẻ như tác giả thích chúng ta phải, phải. hạ gục bằng tay vô <laughs> chém bằng tay kiếm ha gãy kiếm luôn á Ủa giỡn được đâu rồi lấy cái này xuống còn thiếu gì nữa draconium draconium một hai ba bốn ok chưa thiếu cục này bấm craft craft lên một cái là xong còn cái ở này ta có thể chuyển ngược lại được rồi đó chuyển qua chuyển lại cho vui cái thôi bỏ vô bỏ vô bùm đưa vô chế tạo chiu 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 quay ở đây advanced dislocator lấy ender pearl ra cho vô chổng để làm fuel rồi add 256, giờ không ta ngồi xét hia đại đi ha Giờ chưa có chỗ thì cứ set here đi. Add new. Ok, nơi này. Set here. Rồi à, cái này khóa lại, không có cho xóa đi. Mà chưa đặt tên. Overworld. Mở ra edit coi. Chưa. Này đang teleport. Này là move. Này là À, gì vậy, gì vậy, nhiều quá, nhiều quá nó chữ set here không à double click to rename, à đây rồi phải rename lại chứ không rename lại, coi đâu biết cái gì cái gì đâu, thấy số không à Thấy Overworld, ai biết Overworld nhiều chỗ thì nó biết đi đâu được. Giờ ta có thể đi qua Twilight. Trên Twilight thì mình đập bỏ mất cái cửa rồi, giờ muốn đi Twilight mình phải chơi cái này. Qua được không? Không có cửa nha, không cửa Twilight luôn á. Ok, vẫn qua được. Thì chúng ta cứ... Uh, add new cái đi. Twilight Forest, ok luôn lại một cái để mình đi tới đi lui cho nó nhanh à, và còn có tiền chưa đặt cái cửa ở đây người ta có thể uh, tiếp phải chuột Rồi. Rồi chọn tiếp ra right to open gui vậy cho nó chắc đi chọn đây luôn bấm cái quay ngược về ok không sao em khác ở đây em khác ở bản thì em thôi xét vô bên trong đứng ở trong đi có cục này ngay đây có đồ chơi mới là phải vô add new liền and island là cái chỗ quan trọng nhất trong toàn bộ khu này luôn khóa lại luôn những cái này là không có đụng tới ngon lành mình nhớ là mình có thể đổi vị trí mình muốn tele được nhưng mà nó chưa có theo rồi nên thôi cũng được ta cứ bấm như vậy. tới lui thôi không sao nên khác ngày đập bỏ đập bỏ là nó mất à sẵn đây thì mình sẽ làm luôn cái capacitor chúng ta sẽ cần cho rất nhiều thứ nên cần phải làm cái Weaver Energy Controller H. Draconium. Draconium không bao giờ đủ. Tên hai cái nữa. Và nó cần gì đây? Muốn nâng lên Draconic thì phải tốn Awakened Draconium. Thôi chưa đâu. Draconium với lại Weaver Core. Mới cất vô. Nhiều... Úi, có sắp mấy cái không kiểm tra. Draconium. 2, 3, 4 và chia mấy cái này ra bỏ cái quy vần kho vô bốn cái một hai ba bốn giờ là phải uh, đi ngủ nữa để cho đảm bảo cái này không có emc là vô phương cứu chữa luôn bắt đầu crafting điện thì tạm thời mấy món này cũng chưa có cần quá nhiều 8 triệu xin gì một cái này là 500 triệu capacity 500 triệu nghĩa là có 2 tỷ rồi mấy triệu senior si gì đâu và sạc lên sạc đây chưa energy module to function rồi energy module đâu energy module energy module nó đây energy module energy module này cấp độ thấp cần phải làm khúc giữa trước quăng vô quăng vô ok rồi làm sao gắn energy module vô trọng giờ nâng cấp lên ủa không cần quanh kia hả đỡ vậy 3 by 3. thiếu một cái energy module wow công thức gì mà cần ghê vậy energy module Họ đang làm Weaver Energy Module. Lên Raconic luôn. À, mới, lên, mới lên đây thôi. Cần cấp độ trước. Cái này nó chơi như vậy thì nó hơi phiền. À, giờ đầu Raconic. Ta sẽ cần phải cho cái module vô. Bấm chữ ship và chữ cờ, Bỏ vô. Energy Module. Của món này thôi. Có những món khác nhau gắn vô đang sạc chưa? Ủa chưa sạc nữa. Wireless chạc chưa? Có rồi mà. Hot ba nè. À đang sạc rồi nè. 4 triệu. Không bao nhiêu hết. Giờ muốn nâng lên nữa thì phải nâng tiếp lên và Curio. Ồ vậy là tự động nó sạc luôn chứ mình không cần tắt mở nữa. Thì mình bỏ vô Curio nó chạy được không? Slot là Curio hả? À slot trên này nè dẫn sạc cho mình luôn tuyệt vời 4 triệu giờ đồ điện của rconic có vô một cái là chúng ta xài được liền luôn á chủ yếu là vẫn làm cái uh, start up power thôi start up power là còn xa nhiều thứ có thể làm cái cung trước để lấy cái cung bắn cung basic gì nè cái cục này tên nó đây basic energy relay bow Draconium Weaver Draconium Draconic Core Rồi còn cái bow nữa Bow Một cây Cái này bỏ vô Lộn lộn Bỏ vô Cái này chia làm đôi Để đây để đây Và ta còn Draconium hai hai phần Draconium Đang chứa theo stack luôn á này với cái này được chưa? OK grab. Lát nữa nó nói là mình sẽ cần phải có energy module tiếp, <laughs> energy module đi khắp mọi nơi và phải nâng cái velocity, velocity với lại uh, cái nào dành cho cái cung á, nó có cái tốc độ đâu rồi. rồi không speed module chaotic ít modul không có nói là gắn vô đồ gì mắc in stone một cái Nên thì làm cái energy Module một lần nữa chúng ta sẽ cần phải có cái này là bốn cái để làm hai cái bên đây xong rồi lên một cái này áo ra hết lên cấp độ này luôn và chỉ cần ship C bỏ vô tiếp energy module chưa có điện rồi đổi lên đổi xuống cái coi sáu ngàn mấy mắt của anh ok vậy điện đâu sao đồ chơi này lạ vậy disable enable wireless hammer slot Ủa không có điện Thế kỳ vậy Nó sạc kêu trong này không à Optional Potential cung của tôi Cung Raconic chưa có điện Cung này là không cần mũi tên Cung này bắn bằng điện mà Project Town Damage Module Wow Class Potion này không có Không có là phải làm nha Module này cần nhiều lắm á mấy cái module nhỏ nhỏ nè lại tới gì nữa đây, sweep chúc mừng bạn luôn, auto fire, auto fire, trời, bây okay. giờ nó lại sạc đầy rồi nè, ai chơi trò chơi mới, Ay, sắp xếp, không phải muốn bỏ bao nhiêu module vô là bỏ nữa, giờ phải sắp xếp làm sao mà chứa được tất cả những cái module mà bạn cần gắn nhau trong đây, auto fire, rốt cuộc tôi không bán được, mũi tên đâu, không à, mũi tên. Nè ồ oh, giờ vẫn cần xài mũi tên nữa hả rồi không vui không vui không vui auto fire immunity cancellation infinity đâu cái này cái này không có cường quá được Đây là phải nâng lên nữa đồ conic bây giờ lạ quá nó có sự thay đổi lớn luôn á phải nói là cực kỳ lớn project town tăng lên thêm nè là phải cần có Nói chung là phải làm cái bình thuốc trước Thì chúng ta mới nâng lên cho nó dễ Cái này thì không Cancellation Cancellation đó mình làm được Nâng luôn Chịu chơi mình chơi luôn Immunity cancellation module Nghĩa là mấy con Enderman đó, Nó có thể Kháng cái vụ này Kháng cái vụ mà bắn bắn này nè là cancel nó luôn to high for this item <laughs> và nhìn thấy cái màu thì nó sẽ là awaken reconium nghĩa là cây cung này phải lên awaken reconium awaken reconium lên luôn netherite right. hai cục là gì nữa cung đầu cung nâng lên nâng cái cung lên Draconium với lại wyvern Core Awaken raconium hai cục nữa chính xác căng thẳng quá Draconic Evolution đúng là Evolution thiệt luôn á không có dễ dàng mà trở nên OP còn một cái Weaver Core nữa là được và còn đúng một cái Weaver Core luôn bỏ vô thiếu ồ oh, bốn cục Netherite lần Netherite đây luôn bỏ vô bỏ vô và xong bum injector the too low không <laughs> quên chú ý đến chuyện đó nữa rồi vậy là phải nâng injector injector đây injector nâng lên là cực á phải đi hạ gục ender dragon và như vậy là trong ngày hôm nay thì mình đã dọn dẹp hết căn cứ để chuẩn bị cho những cái khu vực được rút gọn và tập trung sản xuất những cái chúng ta cần có và mình cũng bắt tay vào Reconic Evolution còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây và nói với các bạn trong những video clip khác bye bye